miễn dịch với căn hộ chỉ là bước khởi đầu cho một chiếc lốp có thể thay đổi cuộc đời lái xe của bạn. Chúng tôi có những chiếc điện thoại có thể sống sót khi bị nhúng nước. Đồng hồ bạn có thể kéo qua máy vắt format và màn hình bạn có thể gập lại mà không bị gãy, nhưng một chiếc đinh thông thường có thể mắc kẹt xe của bạn bên đường. Lốp cần phải mất không khí. Nhưng không phải như vậy. Michelin là một trong số các nhà sản xuất lốp xe đã và đang phát triển lốp không có hơi, nhưng chúng dường như không khả thi như tầm nhìn ban đầu của GM về xe tự lái. Tuy nhiên, giờ đây, hai công ty đang đặt dấu ấn để có lốp không hơi trên thị trường vào năm 2024. Điều đầu tiên bạn nhận thấy về Alice Michelin Actis hoặc Unic Puncture chống TTS lốp Eastern là bạn có thể nhìn xuyên qua chúng. Các cánh gạt bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh hỗ trợ bề mặt lốp hơn là áp suất không khí. Từ đó, những lợi ích giảm dần, đinh trở thành những phiền toái nhỏ và những vết cắt ở hông xe thường khiến lốp xe không thể sửa chữa được nữa. Sẽ không cần phải kiểm tra độ lạm phát của lốp, dù sao thì bạn cũng có thể bỏ qua lời khuyên của tôi để làm điều đó, và chúng ta sẽ tạm biệt lốp dự phòng, kích và bộ dụng cụ lạm phát mà hầu hết các tài xế đều coi như những vật thể bí ẩn. Những vụ nổ gây ra hàng nghìn vụ tai nạn mỗi năm sẽ là không thể. Lốp xe Actis cũng có một góc độ xanh. Lời hứa sẽ loại bỏ 200 triệu lốp xe trên toàn thế giới mỗi năm bằng cách loại bỏ các vết cắt ở hông và mài mòn nhanh do lạm phát không phù hợp. Lợi ích môi trường này sẽ tích lũy bất kể công ty nào bẻ khóa mã cho lốp không có hơi. Những khía cạnh tôi sẽ quan sát trên con đường sử dụng lốp không hơi bao gồm những gì sẽ nặng. Thế giới ô tô điện ngày càng có nhiều mỡ thừa. Làm thế nào để họ lái xe? Những người theo chủ nghĩa thuần túy lái xe sẽ trang phục lễ phục của họ như họ đã làm với hộp số tự động và hệ thống lái trợ lực điện. Nhưng phần còn lại của chúng tôi mong muốn chất lượng xe tốt hơn. Họ có yên lặng không? Tiếp xúc với lốp xe là nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn phát ra từ xa lộ và truyền cảm hứng cho tất cả những bức tường âm thanh xấu xí đó. Những thứ này sẽ hoàn toàn tương thích với các bánh xe ngày nay hay phù hợp nhất với những bánh xe mới được thiết kế cho Actis. Các hệ thống an toàn ô tô hiện có như ABS và kiểm soát độ ổn định có thể hoạt động bình thường với lốp xe Actis không? Chúng sẽ đổ tuyết tốt như thế nào? Đặc biệt là nếu tuyết đóng vào cánh cửa và trở thành băng. Chúng sẽ có giá bao nhiêu? Lốp không có hơi sẽ là một bước nhảy vọt quá hạn. Những chiếc xe chạy bằng khí nén ngày nay đã có từ thời những chiếc xe động cơ đốt trong, và chúng ta biết chúng đang đi theo con đường nào. Chia sẻ hữu ích nhé!